Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha Fire. Hôm nay mình sẽ trở lại với chuyên mục Sun Europe với tuần thứ tư của tụi Vanachen. Tuần này khá là dễ luôn, không có, mình mới làm một ví thử là không có cái gì trở ngại, chỉ có cái nó nhiều thôi. Nó nhiều ở đây là những nhiệm vụ này nè. Đó, những nhiệm vụ này các bạn nhớ làm trong tuần 3 nè. Còn những nhiệm vụ Create, Deploy, NFT đồ đã làm trong tuần 2, Bazaar Market ha. Đó, tuần 3 và tuần 2 là có làm hết rồi, nên bạn nào có làm là verify được hết. Có nhiệm vụ retweet này mình cũng làm rồi nè. Đó, giờ chỉ cần verify thôi là lấy điểm thôi. Rồi, không biết các bạn có mỗi ngày mỗi vô faucet tụi này để lấy điểm không, chứ mình mỗi ngày cũng mỗi vô faucet lấy điểm nè. Bởi vậy các bạn coi cái ví Vanachen của mình nè, đó bạn thấy không, tới 72 cái đồng VG luôn, tha hồ mà xài. Rồi cái nhiệm vụ tuần này nó yêu cầu gì? Nó yêu cầu các bạn reach từ van, cái đồng Vanri nè và cái đồng VUSD nè, từ mạng Vanguard sang mạng Sepulia ha. Sepulia là ở các bạn vào đây nè, học kết nối ví ha. Cái cầu này là cái cầu mà hồi tuần đầu tiên các bạn phải reach ETH từ mạng Sepulia sang mạng Vanguard này đó các bạn. Đó là hồi tuần đầu tiên. Rồi bây giờ các bạn reach ngược lại thì các bạn không phải vào phần deposit, không phải chọn chain đây ha, mà các bạn vào cái phần withdraw này nè, các bạn rút ngược trở ra. Rồi, trước tiên khi mà rút ra các bạn cần không phải rút ra mà cái lúc mà làm kia các bạn, cái mình sẽ hướng dẫn trước cho các bạn lấy cái ETH ở đâu ha, tại vì rất là nhiều bạn coi video mình rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa biết faucet ETH trên mạng Sepulia ở đâu. Thì các bạn vào cái phần này, cái trang này ha, mình có để đường link dưới phần mô tả đó. Cái trang này nó chẳng những nó faucet được cho Sepulia mà có, nó còn faucet được cho Hosky để làm cái thằng Katla, Taco Katla và Infinimetry này, mình chưa thấy nào xài này ha. Thì các bạn chỉ cần dán địa chỉ ví vô đây, bấm Star Mining là nó đào rồi, không cần ký tá gì trên ví hết. Rồi, do trong cái nhiệm vụ này nó có reach cái thằng VUSD này nè, thì bạn nào chưa có đủ VUSD hay tuần trước làm các bạn swap không được á, các bạn vào đây, vào cái trang testnet Auri swap nè ha. Các bạn swap qua 2-3 đồng gì đó. Thì để swap cái này mình nhắc trước là dự án Auri swap này nó yêu cầu có tối thiểu 15 vari ở trong ví. Tuần rồi mình có 12 vari, mình không hiểu tại sao nó vẫn cho swap. Các bạn có cần có tối thiểu 15 vari trong ví, rồi các bạn swap qua lựa chọn VUSD. Nhớ là VUSD chứ không phải không phải cái đồng USDT màu xanh này ha. Đó, các bạn swap qua thôi. Rồi mình confirm swap nè. Để có thêm cái đồng để mình làm thôi. Làm nhiệm vụ cho nó dễ. Rồi. Rồi bây giờ mình quay trở lại với cái nhiệm vụ này. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ reach Vanri token từ mạng Vanguard sang Sepulia ha. Thì mình như mình nói mà các bạn vào trang này, các bạn vào phần withdraw. Rồi bây giờ mình withdraw 2 Vanri đi. Rồi các bạn reach. Rồi, ở đây nó sẽ nói là phải đợi 24 giờ mới hoàn thành. Nhưng mà vấn đề đây là cái mạng, nếu mà các bạn reach trên mạng mainnet á, là có hàng Vanri này, nó có mainnet luôn nha, nó có trên sàn Binance luôn rồi, mình không hiểu tại sao nó vẫn cho làm testnet, thì phải đợi 24 giờ. Còn nếu mà các bạn reach testnet thì gần như nó qua liền luôn. Hồi nãy mình tưởng phải đợi 24 giờ mình mới phải quay tiếp phần thứ hai, nhưng mà không phải, nó qua liền luôn. Lát nữa mình qua deposit sau. Bây giờ mình reach tiếp cái thằng VUSD ha. Đây, mình reach 0.15 đi, 0.13 đi. Approve cho nó sử dụng 0.13 cái đồng token VUSD này nha các bạn. Cái này mới là approve cho sử dụng 0.13 VUSD thôi, chưa phải là cái động tác reach đâu nha. Rồi, tiếp tục các bạn reach nè. Bây giờ mới là reach nè. Mình cũng lưu ý hồi làm cái ví đầu tiên ở đây, cái số lượng VUSD của mình nó bị hiển thị lỗi ha. Nó hiện thay vì lúc đó mình có 0.20 mấy đồng thôi, mà nó hiện thị ở đây tới 2-3 đồng lận. Thì khi đó các bạn phải refresh lại cái trang web các bạn mới reach qua được nha. Không thôi nó hiển thị ở đây sai, các bạn có điền cái con số nhỏ nó cũng không vô reach nữa nha, nó sẽ báo lỗi từ lưa đó. Đó, thì các bạn phải nhớ được cái số lượng VUSD trong ví của mình, nó hiện nó sai quá là không được. Ví dụ có 0.20 mấy đồng mà nó hiện đây là 2-3 đồng là sai nha. Rồi sau khi mình reach xong, mình qua đây thử mình refresh là hai nhiệm vụ này xong rồi nè.
Đó, thấy không? Rồi hai nhiệm vụ này xong. Bây giờ mình reach ngược trở về ha. Mình reach ngược trở về là mình vô cái phần deposit. Rồi. Sau đó các bạn quay trở lại ví MetaMask, các bạn chuyển qua mạng Sepulia ha. Gõ đây Sepulia đi. Đây, chuyển qua mạng Sepulia ha. Rồi. À, nó chưa qua, chờ chút. Nhìn thấy là biết chưa qua rồi. Rồi, qua rồi nè. 1,9 nãy mình read 2 đồng đúng không? Mình read 2 Vanry. Bây giờ mình read ngược trở về 1,5 thôi được rồi. Rồi, approve spending. Này là cho phép nó sử dụng 1,5 cái đồng Vanry này nè. Hồi nãy bên bạn kia mình không cần cho phép sử dụng Vanry, tại vì bên kia Vanry, cái đồng VG Vanry này nó là layer 1, cho nên không cần cho phép. Còn sang đây cái đồng token chính là Ethereum ha, Ethereum testnet thôi, nhưng mà vẫn phải cấp quyền cho nó sử dụng cái này. Rồi bây giờ mình mới reach nè. Phí cao giả mang vậy trời, mà không sao mà mình có 2,5 đồng ETH luôn. Thì cái đó như các bạn vô đây đào, lúc rảnh rỗi bật máy lên vô, không làm gì lướt web thôi, thì vô đây đào, vừa lướt web vừa đào, nó sẽ nóng máy hơn một tí xíu thôi. Rồi mình đã reach xong cái đồng Vanry ha, bây giờ mình reach tiếp cái đồng VUSD qua ha. Rồi mình reach ở đây là 0,11 thôi được rồi, trừ một ít là bên này. Approve transaction 0,11. Rồi xong. Bây giờ mình về trở lại cái trang này ha. Mình refresh. Refresh. Mình click cho nó. Refresh nữa. Rồi. Tổng cộng là 145 điểm, mình làm hết tất cả các nhiệm vụ rồi ha. Rồi claim điểm thôi. Rồi sau khi claim điểm xong, như thường lệ đối với thằng Vanguard này á, thì các Vanachain này, các bạn phải vô tiếp cái trang Velocity này nè để claim cái NFT này ha. À, rồi trước khi claim mình nhắc các bạn một điều là hồi nãy các bạn có nhớ mình đang ở ví mạng Sepulia không? Nhớ đang ở mạng Sepulia, bây giờ các bạn bấm nút claim này nó dẫn cho claim luôn nha. Nhớ đó, bạn bấm nút claim nó dẫn cho claim luôn. Ở đây nó chưa có đồng ý cho mình. Rồi complete hết rồi. Đó, bấm nút claim nó dẫn cho claim luôn. Bởi vậy các bạn phải trả ngược trở về Vanguard nha. Không thôi là các bạn không tức là các bạn claim nó dẫn cho claim, các bạn tưởng nó claim về ví rồi, nhưng mà nó không có claim về mạng Vanguard là nó không có tính đâu nha. Các bạn phải chỉnh trở về mạng Vanguard. Mình nhấn mạnh lại chỗ này là các bạn phải chỉnh trở về mạng Vanguard nha, nhớ nha. Chỉnh trở về mạng này nè, mạng VG nè. Không thôi claim bên Sepulia không để ý, nãy ví kia mình bị hơn là mình để ý trở lại. Ủa sao nó kỳ, không thấy cái transaction lúc mà mình cần ghi chú lại cái transaction mà mini NFT thì không thấy. À, ở đây có cái nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ bonus start nữa nè, các bạn làm thêm. Rồi cái này nó văng Twitter của mình này, kệ cha nó đi, không sao, miễn sao để complete để mình lấy cái điểm VB được. Rồi bây giờ mình claim reward ha, lát nữa mình đăng nhập lại cái Twitter của mình sao. Rồi đợi một tí. Rồi xong rồi.
các bạn khi mà làm AirDrop, các bạn tập ghi lại cái bạn bật cái file này, phần này lên, khi mà nó min xong một cái NFT rồi bạn bật cái này lên ha. Mình không có mở tại vì nó sẽ có chứa cái địa chỉ ví mình, tài khoản thông tin ví mình trong đó. Để các bạn lưu lại cái đường link này nè. Đó, các bạn lưu lại cái đường link này để làm chi? Để các bạn có bằng chứng là à, giờ đó phút đó cái block đó mình đã min cái NFT này rồi, lưu lại về một cái file Excel ha. Làm kỹ lưỡng là phải làm vậy để biết cái nhiệm vụ mình nào mình làm rồi có bị quên min NFT nào không. Đó. Rồi như vậy là mình đã xong cái thằng này 21, còn 2 tuần nữa là nó kết thúc. Đó, có cái cúp nè. Hy vọng tụi Vanachain này nó sẽ cho mình cái gì đó hay ho. Rồi cái video hướng dẫn về Vanachain tuần thứ tư của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới phần bình luận bên dưới ha, hoặc là vào cái đường link Telegram mình để dưới phần mô tả clip này luôn á, các bạn có thể thảo luận ở trong đường link Telegram đó. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một share và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.